Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Sư Thích Minh Tuệ đã làm cho Phật giáo Việt Nam sống lại trong lòng của Phật tử Nam Châu. Ngày 8 tháng 6, BBC Tiếng Việt bình luận, Sự Thích Minh Tuệ đến từ đâu, tại sao phải dừng? Theo đó, Sư Thích Minh Tuệ với đầu trần, chân đất, đi bộ từ Nam Chí Bắc, ôm lỗi nồi cơm điện để khất thật và nhặt vải vá lại thành áo đã trở thành một hiện tượng xã hội nổi bật. BBC dẫn tư liệu Phật giáo cho hay, Pháp hạnh đầu đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh để tôi luyện thân tâm, trừ bỏ phiền não. Trên con đường tu tập gian khổ, các vị hành giả đầu đà chấp nhận những thử thách khắc nghiệt về mặt vật chất, khước từ mọi tiện nghi. Trong hàng đệ tử Phật, tôn cả ca diếp đã trọn đời giữ hạnh đầu đà. Và đây là hình bài trên BBC Tiếng Việt. BBC dẫn nhận xét của tu sĩ Thích Đồng Long của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Bất cứ người nào hành trì, theo những lời Phật dạy thì đều là người tu thật. Đi ngược lại lời Phật thì đó là người giả tu, người không tu hành chân chính. BBC cũng dẫn giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất viết rằng Tu sĩ Thích Minh Tuệ là một người giữ giới luật, tu theo hạnh đầu đà của Phật dạy. Không nhà, không cửa, không chùa viện, am thất, rày đây mai đó, ngày ăn một bữa, mặc y phấn tảo, ngủ dưới gốc cây, nơi đất hoang, nghĩa địa. Đúng phẩm hạnh một vị tu sĩ Phật giáo mọi người ai cũng kính phục, noi theo, công nhận đúng là một tu sĩ Phật giáo, thì còn cần gì phải theo giáo hội này, tổ chức kia cho thêm phiền phức, ràng buộc. Theo BBC, hành trình tu tập của sư Thích Minh Tuệ đã tạo cảm hứng cho nhiều người, với bằng chứng rõ ràng là đông đảo người dân ra đường chào đón, muốn được diện kiến ông ở các tỉnh thành mà ông đi qua, hàng triệu người trong và ngoài nước theo dõi ông trên mạng. Và đây là hình ảnh sư Minh Tuệ truyền cảm hứng cho rất nhiều người, nhiều giới. Sư Thích Đồng Long nhận định, trong lịch sử kể từ thời Đức Phật hơn 2.500 năm trước đến nay, tôi nghĩ cũng có nhiều vị đã từng thực hành những hạnh như thế. Nhưng trong thời kỳ 4.0 này thì trường hợp của Thầy Minh Tuệ là rất hiếm. Đây cũng là cơ hội tốt để người dân tự nhìn lại mình trong một thời đại chuộng vật chất như bây giờ. BBC dẫn quan điểm của ông Vũ Nguyễn, nghiên cứu sinh ngành Phật học, ứng dụng tại Nanton Học viện tại Úc cho rằng cá nhân ông Minh Tuệ phần nào mang lại hy vọng cho nền Phật giáo Việt Nam đang suy thoái. Vẫn theo BBC, trái ngược với những lời ca tụng là ủng hộ sư thích minh tuệ, có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng xã hội mặt trận báo chí Việt Nam, xuất hiện nhiều bài viết theo chiều hướng kêu gọi cảnh giác, cụ thể là những bài viết trên báo Công an Nhân dân và báo tin tức của thông tấn xã Việt Nam. Ngoài ra, một số người nổi tiếng trong ngành giải trí Việt Nam cũng tham gia vào cuộc tranh luận, trong đó có diễn viên Angela Phương Trinh. BBC dẫn ban tôn giáo chính vào ngày 3 tháng 6, thời điểm mà sư Minh Tuệ biến mất tại Thừa Thiên Huế cho biết, ông Lê Anh Tú đã nhận rõ quyền và nghĩa vụ công dân, tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Và đây là hình những mẫu thời trang theo trang phục của sư Minh Tuệ. Tuy nhiên, BBC đã nhận được nhiều thông tin cho biết, đoàn bị giải tán ngay trong đêm khi đang nghỉ chân gần thành phố Huế, chứ không phải tự nguyện như thông báo của chính quyền. Một số thông tin cho biết, ông đang ẩn tu tại Gia Lai, nhưng không có bằng chứng chắc chắn cho thấy điều đó. BBC cho hay, nhiều người nhắc lại trường hợp nhà sư Minh Đăng Quang, người khai sơn hệ phái khất sĩ Việt Nam. Nhà sư Minh Đăng Quang cũng đã đột ngột biến mất mãi mãi vào một ngày đầu năm 1954, sau khi các hành trình của ông được đông đảo dân chúng quan tâm và hưởng ứng. BBC cũng dẫn một số đánh giá nổi bật về sư Minh Tuệ như sau. Sư Thích Minh Đạo nói, hình ảnh nhà sư lặng lẽ đi hành đạo đã làm cho Phật giáo Việt Nam sống lại trong lòng của Phật tử Năm Châu. Nhà báo Nguyễn Hạnh Hà chia sẻ rằng, nhiều người dân cảm thấy vui mừng vì sư Minh Tuệ và lối tu của ông là tín hiệu cho sự trở lại của đạo Pháp chân chính sẽ làm lưu mờ những Pháp tu mê mị dân chúng, chủ yếu để thu tiền, cúng dường. Sư Thích Đồng Long cho rằng, sư Minh Tuệ là người đầu tiên có sức ảnh hưởng lớn như vậy đối với quần chúng Phật tử tại Việt Nam. Tuy nhiên, BBC cho biết, nhiều nhà sư tự tu như sư Thích Minh Tuệ hoặc theo các tổ chức độc lập như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thường xuyên bị chính quyền làm khó dễ, thậm chí đàn áp. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Sư Thích Minh Tuệ đã làm cho Phật giáo Việt Nam sống lại trong lòng của Phật tử Nam Châu. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Các tổ chức nhân quyền kêu gọi trả tự do cho nhà báo Trương Huy Sang. Ngày 7 tháng 6, VOA tiếng Việt loan tin nhà báo Huy Đức bị bắt giam, khởi tố. Các tổ chức nhân quyền quốc tế kêu gọi trả tự do. Theo đó, các tổ chức Bảo vệ ký giả, Ân xá quốc tế và Văn Bút Mỹ đã lên tiếng kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam thả tự do cho nhà báo nổi danh Trương Huy Sang cũng như xóa bỏ mọi cáo buộc đối với ông cho việc đăng tải những bài viết về tình trạng bất ổn chính trị hiện tại của đất nước. VOA cho biết, những lời kêu gọi này được đưa ra ngay trước khi tờ tuổi trẻ cho biết cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố và bắt giam cựu nhà báo Trương Huy Sang vào ngày 7 tháng 6. VOA cũng cho biết, một ngày trước khi có thông báo của Bộ Công an, ông Son Crispin, đại diện cấp cao khu vực Đông Nam Á của Tổ chức Bảo vệ Ký giả, nói trong một thông báo rằng chính quyền Việt Nam cần ngay lập tức tiết lộ nơi họ giam giữ nhà báo Trương Huy Sang và trả tự do cho ông vô điều kiện. Và đây là hình bài trên VOA. Theo VOA, trước khi bị bắt, nhà báo Huy Đức, bút danh của ông Trương Huy Sang, đã đăng tải những bài viết chỉ trích gay gắt và trực diện đối với hai nhà lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Tô Lâm. VOA dẫn báo tuổi trẻ cho hay, kết quả điều tra ban đầu của công an xác định ông Huy Đức đã vi phạm pháp luật khi đăng các bài viết trên mạng xã hội Facebook xâm phạm lợi ích của nhà nước và các tổ chức cá nhân. Cơ quan điều tra an ninh cũng cho biết rằng họ đã bắt giữ và khởi tố luật sư Trần Đình Triển của đoàn luật sư Hà Nội với cùng tội danh theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Nhà báo Huy Đức và luật sư Triển đã thành khẩn khai báo chấp hành các quy định tại nơi giam giữ. Theo VOA, Bộ Công an không cho biết họ bắt ông Huy Đức khi nào, nhưng nhà văn Trần Thanh Cảnh cho biết ông Huy Đức đã không đến tham dự buổi mạng đàm mà ông dự kiến là diễn giả ngày 1 tháng 6. Theo ông Cảnh, những người bạn và người dân sống cùng tòa nhà của ông Huy Đức ở Long Biên, Hà Nội chứng kiến lực lượng của nhà chức trách đến khám nhà và đưa nhà báo này đi cùng ngày hôm đó. Trang Facebook có hơn 350.000 người theo dõi của ông Huy Đức đã bị gỡ xuống kể từ khi ông bị bắt. Và đây là hình nhà báo Trương Huy Sang, tức Oshin Huy Đức. VOA nhắc lại bài viết được đăng trên trang Facebook cá nhân theo đó, ông Huy Đức cho rằng sự phát triển của Việt Nam không thể dựa trên sự sợ hãi và lưu ý đến vai trò Bộ trưởng Công an lâu năm của ông Tô Lâm. VOA dẫn thông cáo của ông Sirik, giám đốc văn phòng châu Á của ân xá quốc tế cho rằng các bài viết của nhà báo độc lập Huy Đức là nguồn thông tin vô giá giúp công chúng Việt Nam tiếp cận những thông tin bị chế độ Hà Nội kiểm duyệt. Chúng tôi kêu gọi chính quyền Việt Nam thả ngay nhà báo này và phục hồi lại trang Facebook của ông. VOA cũng dẫn quan ngại của tổ chức văn bút Mỹ Pan America về thông tin ông Huy Đức bị bắt giữ ngày 1 tháng 6 trong một tuyên bố đưa ra ngày 5 tháng 6. Không thể buộc tội Trương Huy Sang vì quyền tự do ngôn luận, trang Pan America nói. VOA tiếp tục dẫn lời kêu gọi của ông Chrispin thuộc tổ chức bảo vệ ký giả rằng Việt Nam phải ngừng đối xử với các nhà báo như tội phạm và trả tự do cho tất cả các thành viên báo chí bị giam giữ oan trái. VOA cho biết thêm. Việt Nam bị xem là một trong những quốc gia bỏ tù nhiều nhà báo nhất thế giới, với ít nhất 19 người viết báo đang bị giam sau song sắt tính đến ngày 1 tháng 12 năm 2023, theo cuộc điều tra nhà tù toàn cầu hàng năm của Tổ chức Bảo vệ Ký giả. Việt Nam bị xếp thứ 174 trên 180 các quốc gia và vùng lãnh thổ trên bản chỉ số tự do báo chí thế giới năm 2024 của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin các tổ chức nhân quyền kêu gọi trả tự do cho nhà báo Trương Huy Sang. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo.Đ để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.